Xin chào những người anh em mang dòng máu quỷ đỏ, chúc anh em một ngày vui vẻ. Trước khi đến với nội dung bản tin hôm nay, anh em hãy ủng hộ kênh bằng cách đăng ký và dành cho video này một like nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ có một loạt các thông tin liên quan đến chuyển nhượng của Man United. Tin tức đầu tiên sẽ liên quan đến tiền đạo hot nhất thế giới vào lúc này, đó là MU sẵn sàng ký hợp đồng với Mbappe. Manchester United hiện không có khả năng thu hút những cầu thủ giỏi nhất thế giới, nhưng quỷ đỏ vẫn liên hệ với họ. Câu chuyện chuyển nhượng lớn nhất đang được thảo luận trên các phương tiện truyền thông là về Mbappe, người không có tương lai ở Paris Saint-Germain. The Times gần đây đã đưa tin tuyển thủ Pháp đã từ chối cơ hội chuyển đến Real Madrid và muốn gia nhập một câu lạc bộ ở Premier League. Thêm vào đó, tờ báo nổi tiếng của Tây Ban Nha Sport đã đăng một câu chuyện và tuyên bố rằng trong những tuần tới, ngôi sao của PSG có thể mở các cuộc đàm phán để lắng nghe đề xuất của các câu lạc bộ Anh. Nguồn tin từ xứ Catalan đã đề cập rằng những đội bóng như Man United, Liverpool và Chelsea sẽ sẵn sàng đồng ý ký hợp đồng với Mbappe nếu điều kiện kinh tế cho phép. Cầu thủ 25 tuổi này có giá trị thị trường là 180 triệu euro, khoảng 154 triệu bảng. Nhưng anh có thể tự do đồng ý ký một hợp đồng mới trong tháng này với các câu lạc bộ bên ngoài nước Pháp. Ngay cả khi được chuyển nhượng tự do thì cầu thủ đã vô địch World Cup này cũng sẽ có một cái giá rất đắt. Sport khẳng định sẽ không có câu lạc bộ nào trả cho anh số tiền được đề nghị ở Paris. Vì vậy, bản thân anh sẽ phải nỗ lực để giảm bớt yêu cầu. Cựu cầu thủ của Monaco là một trong những ngôi sao có thu nhập cao nhất thế giới và mang về khoảng 75 triệu euro mỗi mùa. Công bằng mà nói, để Man United có cơ hội thu hút được Mbappe thì sẽ phải giành được một suất dự UEFA Champions League. United xếp cuối bảng ở Champions League mùa này và dựa trên vị trí cũng như phong độ hiện tại của MU ở Premier League, rất khó có khả năng để MU sẽ tham gia giải đấu ưu tú nhất của châu Âu trong mùa giải tới. MU có lẽ sẽ khó ký hợp đồng được với Mbappe, nhưng mới nhất, MU đã chính thức ký hợp đồng với một tiền đạo. Cầu thủ trẻ tài năng của MU, Joe Hogill, đã ký hợp đồng mới có thời hạn 2 năm với tỷ chọn gia hạn thêm 1 năm. Tiền đạo 20 tuổi này gia nhập học viện của câu lạc bộ từ Sunderland vào năm 2020 và kể từ đó, anh đã một vài lần tạo được ấn tượng để được gọi lên đội 1. Lần gần nhất là anh trên băng ghế dự bị trong trận đấu tại FA Cup của United với Wigan vào thứ hai. Hogill đã thường xuyên tập luyện cùng đội 1 của Erik ten Hag và góp mặt trong các trận giao hữu trước mùa giải của câu lạc bộ. Hogill đã ghi 2 bàn trong chiến thắng 2-0 trước Leeds, trong đó có bàn thắng của tài năng học viện Noam Emiral. Mùa giải trước, Hogill đã thi đấu cho đội bóng Arbitran của National League theo dạng cho mượn sau khi trở thành thành viên của đội bóng giành FA do cấp của Man United vào năm 2022. Các điều khoản trong hợp đồng mới của Joe Hogill sẽ giữ anh lại ở câu lạc bộ cho đến năm 2026 khi đội bóng có tùy chọn kích hoạt gia hạn hợp đồng thêm 1 năm. Thông tin tiếp theo cũng liên quan tới tương lai của một tài năng trẻ khi MU chốt hợp đồng cho Memphis. Tiền vệ trẻ này dự kiến sẽ dành phần còn lại của mùa giải ở La Liga sau khi không chuyển đến Everton. Cầu thủ trẻ của Man United, Hanneman Memphis, sắp được cho mượn đến Sevilla trong phần còn lại của mùa giải này. Everton cũng quan tâm đến tiền vệ 20 tuổi này, nhưng đội bóng La Liga đang ngày càng tin tưởng rằng một thỏa thuận có thể đạt được nếu cầu thủ này có sở thích đối với họ. United sẽ yêu cầu một khoản phí cho mượn, được cho là có thể có trị giá khoảng 7 con số. Sevilla cũng dự kiến sẽ đưa ra tùy chọn mua đất vào mùa hè, khi cầu thủ này chỉ có 1 năm trong hợp đồng với Man United sau khi câu lạc bộ gần đây kích hoạt điều khoản gia hạn. MU sẵn sàng nhận những lời đề nghị dành cho Hannibal khi cầu thủ này đã phải vật lộn để tạo ra một tác động nhất quán đến đội 1 của Erik ten Hag khi anh chỉ ra sân 10 lần trong mùa giải này, trong đó chỉ có 3 lần đá chính. Hannibal muốn được đá chính thường xuyên ở đội 1, với trận đấu cuối cùng của anh ấy ở bất kỳ giải đấu nào là trận gặp Newcastle ở Carabao Cup vào ngày 1 tháng 11. Thông tin tiếp theo cũng khá hấp dẫn khi MU gửi lời đề nghị chính thức với ngôi sao 69 triệu. Theo tờ The Sun, Manchester United được cho là đã gửi đề xuất chính thức để ký hợp đồng với ngôi sao của Sporting CP, Morten Heumann. Quỷ đỏ đã quyết định củng cố hàng tiền vệ bằng cách ký hợp đồng với Mason Mount và Amrabat vào mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên, cả hai đều chưa thể hiện được phong độ tốt nhất của mình tại sân Old Trafford mùa này. Ngoài ra, Casemiro cũng phải vật lộn để tái lập được phong độ ở mùa giải trước trong mùa giải năm nay trước khi gặp vấn đề về con khèo. Thậm chí còn có ý kiến cho rằng nhà vô địch kỷ lục của Premier League sẵn sàng bán cầu thủ người Brazil để loại anh khỏi hóa đơn tiền lương. Vì vậy có vẻ như Man United đã bắt đầu khám phá các lựa chọn trên thị trường nếu MU
bán Casemiro vào mùa hè này. Một vài lựa chọn ở hàng tiền vệ đã được liên hệ với việc chuyển đến sân Old Trafford trong thời gian gần đây, với Amadou Onana nằm trong số đó, nhưng Heung-min hiện đang nổi lên như một lựa chọn nghiêm túc. Theo báo cáo từ tờ The Sun, MU đã theo dõi sự phát triển của cầu thủ người Đan Mạch trong thời gian gần đây, và sau khi ấn tượng với màn trình diễn của anh, United đã quyết định đưa ra lời đề nghị chính thức để hỏi mua. Báo cáo tiếp tục tuyên bố rằng Quỷ Đỏ đã đề xuất một thỏa thuận hoán đổi bao gồm cả Facundo Pellegrini để ký hợp đồng với Heung-min. Tuy nhiên, Sporting đã từ chối lời đề nghị này vì họ không muốn để ngôi sao của mình ra đi trừ khi điều khoản giải phóng 69 triệu bảng của anh được kích hoạt. The Sun cũng cho rằng Eriksen là cố vấn của Heung-min ở đội tuyển quốc gia, nên Man United có thể thuyết phục cầu thủ 24 tuổi này chuyển đến sân Old Trafford để thi đấu bên cạnh người đồng hương. Sau khi chuyển đến sân vận động Jose Alvarado từ Lecce vào năm ngoái, Heung-min đã khẳng định mình là thành viên chủ chốt trong đội hình 1 của Ruben Amorim ở trong mùa giải năm nay, giúp đội bóng của anh giành được danh hiệu. Heung-min là một cầu thủ tài năng và có thể là lựa chọn lý tưởng để chơi trong hệ thống kiểm soát bóng của Erik ten Hag. Vì vậy, anh ấy sẽ là một bản hợp đồng khôn ngoan cho Man United nếu mua vào tháng 1 hoặc mùa hè tới. Tuy nhiên, sẽ rất thú vị để xem liệu cuối cùng Man United có chọn Heung-min để củng cố hàng tiền vệ trong thời gian tới hay không. Giờ chúng ta sẽ đến với diễn biến mới nhất vụ MU mua Christensen. Trao đổi với Football Insider, ký giả Peter Okore đã đưa ra đến những thông tin đáng chú ý xoay quanh thương vụ tiềm năng của Man United. Theo tiết lộ từ Okore, Man United thực sự đang quan tâm đến Andreas Christensen, như Jean Claude vẫn được xem là mục tiêu hàng đầu để củng cố vị trí trung vệ của Quỷ Đỏ. Ký giả Nghi Anh cho biết, Man United hiện đang quan tâm đến một mục tiêu của Newcastle là Andreas Christensen. Quỷ Đỏ đang cân nhắc chiêu mộ thêm một trung vệ trong tháng này, nhưng một thỏa thuận với Christensen được cho là có thể khá khó để thực hiện. Man United đang phải hoạt động theo các hạn chế của luật công bằng tài chính sau khi chi tiêu xa hoa trong các kỳ chuyển nhượng gần đây. Một nguồn tin cho biết Christensen có thể là một cái tên đáng để mắt đến đối với Man United trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Jean Claude vẫn được cho là mục tiêu hàng đầu của Man United đối với vị trí trung vệ, nhưng Nít không muốn mất đi tuyển thủ Pháp. Các nguồn tin cho biết Tosibo và Christensen đều sẽ có tên trong danh sách mục tiêu của đội chủ sân Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Còn bây giờ sẽ là một thông tin mà anh em nghe có lẽ là tương đối bực bội khi Martial nhất quyết không rời MU. Nguồn tin từ The Athletic đã mang đến những tiết lộ đáng chú ý xoay quanh tương lai của ngôi sao người Pháp. Theo tiết lộ từ tờ báo này, Anthony Martial đã từ chối những động thái tiềm năng đến từ nhiều đội bóng, bao gồm cả các câu lạc bộ của Saudi Pro League, và có ý định gắn bó với Man United cho đến cuối mùa giải. Nguồn tin cho biết, Anthony Martial đã từ chối những lời tiếp cận đến từ Marseille, Fenerbahce và từ Saudi Pro League. Tiền đạo này có ý định ở lại câu lạc bộ cho đến mùa hè. Martial sẽ đáo hạn hợp đồng vào cuối tháng 6, nghĩa là từ ngày 1 tháng 1, cầu thủ này đã có thể đàm phán với các câu lạc bộ ngoài nước về một thỏa thuận trước khi ký hợp đồng mới. Man United cho biết chưa được bất kỳ câu lạc bộ nào tiếp cận liên quan đến việc chiêu mộ Martial. Quỷ Đỏ cũng không có ý định kích hoạt tùy chọn gia hạn thêm 1 năm trong hợp đồng của Martial và sẽ cho phép tiền đạo này rời khỏi câu lạc bộ với tư cách là cầu thủ tự do. Tuyển thủ Pháp đã ký vào hợp đồng mới có thời hạn 5 năm vào năm 2019. Thông tin cuối của bản tin sáng nay là MU đang hoàn tất kế hoạch du đấu hè. Man United đang hoàn tất kế hoạch cho chuyến du đấu trước mùa giải 2024-2025. Quỷ Đỏ đang có kế hoạch trở lại Hoa Kỳ để tham gia chuyến du đấu trước mùa giải và dự kiến sẽ dành một phần chi phí để quay lại San Diego. Việc Diêu Tuất quay trở lại miền Nam California dự kiến là sự hỗ trợ bổ sung cho huấn luyện viên Erik ten Hag sau khi trải qua 6 ngày đào tạo tại Đại học California San Diego trong chuyến du đấu hè năm 2023. Các cầu thủ trẻ của Diêu Tuất đã chơi trận giao hữu với Rexham tại sân vận động Snapdragon và được biết câu lạc bộ đang có kế hoạch tung đội hình 1 vào trận giao hữu tại sân vận động này vào tháng 7. Sau thỏa thuận với công ty công nghệ Mỹ Qualcomm, logo Snapdragon sẽ tô điểm cho đấu của Man United từ mùa giải tới với tư cách là nhà tài trợ mới của đội bóng. Tương lai của Ten Hag đã bị giám sát chặt chẽ trong những tháng gần đây khi Quỷ Đỏ thua nhiều trận hơn số trận thắng trong mùa giải này, bị loại khỏi Champions League và League Cup, đồng thời đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng Premier League. Khoản đầu tư sắp tới từ tập đoàn Inel đang chờ phê duyệt theo quy định và Ten Hag rất hào hứng về cuộc gặp rất tích cực của ông với ngài Sergio Ramos vào tuần trước. United đã thi đấu với Arsenal, Real Madrid và Dortmund ở New Jersey
Houston và Las Vegas vào mùa hè năm ngoái, quyết định kết thúc chuyến du đấu ở bờ Tây, nơi có chênh lệch mỗi giờ là 8 giờ với Vương quốc Anh, đã gây ra một số bất ngờ khi Juventus cố cắt giảm thời gian chạy chuyến bay của các cầu thủ trong chuyến du đấu ở Hoa Kỳ trước đây bằng cách kết thúc ở bờ Đông. Chuyến đi năm 2024 sẽ đánh dấu lần thứ 10 Juventus đi du lịch Hoa Kỳ trong thế kỷ này. Trên đây là những thông tin nổi bật liên quan đến đội bóng ngày hôm nay. Để cập nhật sớm nhất tình hình của đội bóng thân yêu, mời anh em hãy like, share và đăng ký kênh. Xin trân trọng cảm ơn.